Tử vi thứ 7 ngày 26 tháng 10 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ 7 ngày 26 tháng 10 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo bạch dương thể hiện được bản tính và kỹ năng của mình trong công việc tinh thần tự giác và tính kỷ luật cao của bạn sẽ nắm vai trò hết sức quan trọng hết sự thành công hay thất bại của chòm sao này hãy cố gắng duy trì sự nghiêm túc và tôn trọng ý kiến của người xung quanh để đạt được kết quả cao nhất thời tiết đang thay đổi thất thường sẽ có thể gây ra sự ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe ăn uống đủ chất và uống nhiều nước sẽ giúp cho bạch dương sẽ phòng chống được bệnh tật bạn cần luôn ghi nhớ điều này tình hình tài chính của cung hoàng đạo này sẽ không có gì đáng lo ngại nếu như bạch dương biết kiềm chế sở thích mua sắm của bản thân cung hoàng đạo này là tuyếp người tiêu tiền như nước một khi đã thích gì đó là bạn sẽ mong muốn có bằng được mới thôi con số may mắn của Bạch Dương ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 50 và 64. 2. Cung Kim Ngưu Kim Ngưu có một ngày thứ bảy khá tuyệt. Công việc tiến hành trôi chảy mọi kế hoạch đề ra đều được thông qua bạn được đánh giá khá cao vì năng lực của mình nghiêu nhi không mong đợi gì nhiều bạn không có nhiều tham vọng chỉ là bạn muốn thứ gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó mà thôi công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi thu về thành quả trong chuyện tình cảm nghiêu nhi cũng có thể coi là người may mắn bạn đang được nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm đó chỉ là bản thân bạn chọn người như thế nào mà thôi. Hãy tìm ra người phù hợp với mình nhé. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 16 và 28. Ba cung Song Tử Song Tử luôn mong muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này khiến bạn vô tình đôi khi trở nên lố bịch cạch cỡm, có những hành động và lời lẽ phóng đại quá mức cần thiết. Bạn có thể sẽ trở nên ngoan cố và bướng bỉnh khi bị người khác chỉ ra lỗi sai của mình. Bạn không chịu chấp nhận sự thật rằng mình có thể mắc phải sai lầm và cố gắng phủ nhận mọi điều. Thái độ này có thể khiến cho song tử đánh mất đi nhiều cơ hội trong công việc của mình chuyện tình cảm không được bình ổn dù tử nhi luôn mong muốn có được người yêu thương mình. Bạn dễ bị lung lay bởi những lời tâng bốc và có thể sẽ vướng phải những mối quan hệ không mong muốn vì thích nghe những lời mật ngọt chết ruồi. Con số may mắn của song tử ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 30 và 69. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí cự giải là một người rất có tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong mọi việc. Nhờ sự tận tụy, chăm chỉ làm việc, bạn sẽ luôn luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao. Trong ngày này, chòm sau này sẽ mong muốn sẽ dành ngày cuối tuần này cho những người thân yêu nhất của bạn. Chòm sau này sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên yêu thương và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Tình hình tài chính của bạn sẽ cần phải chú ý nhiều hơn nữa nhé. Bạn đừng nên thất vọng nếu túi tiền của mình mãi cũng không đầy lên. Bạn không nên quá thất vọng với những mà bản thân đang có, hãy tự biết hài lòng với chính mình. Con số may mắn của cự giải ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 73 và 89. Nam, cung sư tử sư tử trở nên kiên nhẫn, chịu đựng hơn. Nếu bạn nào đang làm lãnh đạo, các vị trí đứng đầu sẽ đa được thành công trong ngày này. Bạn làm việc thông minh tinh tế, có tổ chức, khoa học nên được mọi người tin tưởng nghe theo. Về phương diện tình cảm, sư tử cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc thật với gia đình, dễ cáu vô cớ. Có lẽ bạn còn một số khúc mắc với cha mẹ trong lòng, dẫu biết có thể tha thứ nhưng bản tính lì lợm bạn không cho phép làm điều đó. Đừng tiếc tiền để mua một khóa học kỹ năng ngoại ngữ mới mà bạn chưa biết. Muốn ngày tháng sau này đi mua hàng không cần xem giá thì hãy chăm chỉ học hỏi ngay từ bây giờ. Con số may mắn của sư tử ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 06 và 38. 6 cung xử nữ tử vi ngày ấy mới nhắc nhở xử nữ nên cẩn thận với túi tiền của mình thì hơn đặc biệt nếu hôm nay có ai thuyết phục bạn đầu tư tiền của thì tốt nhất nên xem xét kỹ càng trước khi quyết định nhé Bạn hào phóng và chẳng tiếc tay chi tiền cho bạn bè người thân điều này có thể trở thành điểm yếu khiến bạn bị những kẻ ăn bám lợi dụng chẳng những thoải mái hưởng thụ tình cảm chân thành của bạn mà chúng còn ăn chơi trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của xử nữ trong chuyện tình cảm xử nữ đừng đặt quá nhiều áp lực lên người yêu của mình thực tế chẳng có ai sinh ra trên đời này để làm người yêu bạn thân đồng nghiệp hay để quản lý cuộc sống của bạn cả quá để tâm đến những tiểu tiết của đối phương chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi trong chuyện tình cảm mà thôi

cung thiên bình thiên bình có lẽ sẽ bị phản bội trong công việc hoặc phương diện tình cảm cung hoàng đạo này đã học được một bài học mới quan trọng đó nhé quan điểm và cách lý giải của từng người về cùng một sự việc là rất khác nhau do đó bạn không nên bởi vì muốn cả thế giới hiểu bản thân mà lại cố chấp tranh luận đến cùng chế độ ăn của bạn hãy nên tập trung vào những loại hoa quả tươi theo mùa. Có lẽ tròm sao này nên hạn chế ăn đồ trái mùa. Các khoáng chất và chất chống oxy hóa của chúng sẽ giúp cung hoàng đạo này có thể phòng ngừa bệnh tật, bao gồm cả bệnh ung thư. Trong mặt tình cảm vào ngày hôm nay của thiên bình sẽ không có cái vã gì lớn chỉ là sẽ xảy ra một vấn đề nhỏ, chính vì vậy bạn không nên nhắc đi nhắc lại khiến đối phương khó chịu. Những bạn còn đang độc thân hãy vui vẻ trò chuyện với mọi người và tìm thấy cơ hội thoát ế. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 56 và 47. 8. Cung bọ cạp bọ cạp kiên định nên hiệu suất làm việc không cao. Ngày trôi qua với tiếng thở dài và những cảm xúc bi quan. Sao hải vương làm bạn thiếu tâm huyết với công việc nên sẽ bị xếp phàn nàn. Về phương diện tình cảm, nếu có người yêu là cung hoàng đạo nhóm đất thì sẽ gặp chút xáo trộn trong tình yêu nửa kia có cảm giác mệt mỏi và nặng nề hơn bao giờ hết vì cứ phải đuổi theo cảm xúc thất thường của bạn. Về phương diện tài chính, khuyến cáo bạn phải cẩn thận, cẩn trọng khi giao dịch với tiền bạc. Đầu tư làm ăn lớn trong ngày thứ sáu này sẽ không đem lại kết quả như ý muốn. Con số may mắn của bọ cạp ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 57 và 20. 9. Cung nhân Mã nhân Mã đang ôm đồm nhiều việc một lúc nên cuối cùng không có việc gì thực sự hiệu quả. Đã đến lúc bạn học cách phân biệt đâu là cái quan trọng và đâu là cái không cần thiết để tập trung vào những việc cần ưu tiên, tránh lãng phí thời gian và công sức. Đừng để cảm xúc điều khiển mà khiến bản thân khổ tâm hơn nữa. Dù Mã Nhi dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng đôi khi cũng phải tỏ ra là không cần lắm nhất là đàn ông. Họ càng dễ làm tổn thương bạn nếu bạn quá cần họ, ngược lại, hãy biết cách để họ lo sợ sẽ mất đi bạn. Việc ăn uống và luyện tập hàng ngày bất cứ ai cũng nên làm nhưng không cần quá dập khuôn theo một chế độ định sẵn từ ban đầu. Hãy lắng nghe cơ thể mình để biết bản thân muốn gì và cần làm gì là phù hợp nhất. Con số may mắn của nhân mã ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 32 và 48. 10, cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo Ma Kết vào trong ngày hôm nay sẽ cảm thấy rất phiền phức bởi vì tức giận, do đó bạn sẽ nói những điều không đúng sự thật cung hoàng đạo này cần học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân để tránh khỏi việc làm việc theo cảm tính và thiếu suy nghĩ mà kết cần học hỏi và trau dồi thêm thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn hơn điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong sau này sẽ có thể được thăng tiến và nắm giữ những vị trí quan trọng trong công việc nếu như có sự hiểu biết sâu rộng hơn dường như bạn lại đang chi tiêu quá tay rồi thì phải bây giờ sẽ chính là thời điểm cung hoàng đạo này cần phải chi tiêu hợp lý và tiết kiệm hơn nữa. Vì từ giờ đến ngày lĩnh lương vẫn còn rất xa và bạn cần phải có một khoản dự trữ trong những lúc cấp bách. Con số may mắn của ma kết ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 39 và 17. Mười cùng bảo bình bảo bình có sức hút mạnh mẽ bảo bảo có phong cách làm việc và ngoại giao khiến người khác nể phục làm gì cũng khôn ngoan và thông minh không ai có thể tranh cãi với bạn nếu sếp giao việc khó thì chòm sau này sẽ tự tin đối diện chứ không hề đùn đẩy về phương diện tình cảm gia đình muốn bạn chia sẻ nhiều hơn với họ trong cuộc sống thường ngày Cuối ngày hãy dành cho người thân một chút thời gian để cùng nhau hàn huyên, mọi căng thẳng tự dưng được tan biến. Tiền trong túi tuy không dồi dào nhưng đủ để bảo bình chi tiêu cho những nhu cầu lặt vặt còn sót lại ở những ngày trước. Bỏ tiền vào heo đất cũng là ý kiến không tồi. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 46 và 97. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư hôm nay có vẻ thận trọng hơn khi hành động nên không gặp phải rắc rối nào. Bạn làm việc, nói năng đều suy nghĩ kỹ càng. Ngăn chặn được bao nhiêu là tình huống khó khăn, có vẻ như song ngư trưởng thành dần lên rồi đấy. Có điều sức khỏe của ngư nhi không được tốt lắm đâu, một phần là do sinh hoạt không điều độ. Ăn uống linh tinh nên có thể bị đau bụng đau dạ dày. Nên hạn chế lại đi nhé, kẻo cái mồm làm hại cái thân, cứ vui lên là quên hết đến lúc đau thì không ai chịu hộ đâu. Phương Diện, tình cảm nhìn chung vẫn ổn thỏa. Bạn bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc nửa kia của mình rất chu đáo. Vì thế mà luôn giữ hòa khí giữa hai người và tình cảm cũng trở nên bền chặt, đôi bên cũng thấu hiểu nhau hơn. Con số may mắn của Song Ngư ngày 26 tháng 10 năm 2024 là 10 và 06.